Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản ATH. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân và mới lăn bánh được hơn 4 vạn km thôi. Màu đỏ phiên bản ATH là phiên bản màu đủ hết rồi các bạn nhé. Rất là đẹp đây các bạn này. Mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi. Bản ATH là bản đủ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi. Mặt ca lăng mới này. Đấy, rất là mới luôn. Đèn pha này, chưa có bị xước xát gì các bạn nhé. La răng đúc mặt phay. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Bản ATH là biên bản đủ, đã có đủ cả cửa nóc rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Gương chiếu hậu gập điện này, dàn lốp còn rất là dày này. Nhìn về cái phần sườn bên phụ này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và phần sườn bên lái cũng vậy này, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn ạ. Rất là đẹp luôn này. Bản ATH là phiên bản full option rồi, đủ rồi các bạn nhé. Từ khóa thông minh, đèn nổ, tát tốp đến cửa nóc này. Anh nhìn về cái phần ba đợt sốc sau thì quý vị các bạn thấy đây, xe đã có màn hình này, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, toàn bộ từ những cụm đèn này, chưa có bị đâm va gì cả các bạn nhé. Đấy, cụm đèn đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 và mới lăn bánh được có hơn 4 vạn thôi, thì không khác chỉ xe mới là mấy đâu các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn này, toàn bộ từ keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này, tắp bi tắp lô, vô lăng cần số này, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, phần nỉ này, cửa nóc này, nỉ cũng đều rất mới luôn. Lăn bánh được 4 vạn 9 rồi các bạn nhé. Đấy, bản ATH là phiên bản đầy đủ nhất rồi. Nội thất ghế da, đã có lót sàn da rồi này. Tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 nhé. Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là nội thất của tắp bi cánh cửa này, tắp bi cánh cửa phía sau này, nội thất hàng ghế sau này, đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, xe cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi này. Đấy, rất đẹp. Đấy. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Đấy, từ những ốc cốp sau của nguyên zin này, keo chỉ cốp sau cũng nguyên zin luôn, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn nhá. Đấy, phần cốp sau này đều rất là đẹp này. Lốp sơ cua còn mới nguyên các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì kỹ đâu, mới gọi là lau qua đi một chút, rửa qua đi một chút là tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị các bạn thôi nhá. Đấy, rất đẹp này. Táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi này, đều rất là mới luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Và đây, tắp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, tắp bi rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ tắp bi, tắp lô, vô lăng cần số này, tay phanh này. Đấy, đều rất đẹp, rất mới này. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ, tát tốt, màn hình, camera lùi, đầy đủ rồi nhé. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình, cruise control, được gọi là ga tự động nữa các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp, từ những cái phần sàn này, sàn này cũng đã được lót ra rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi chưa có dọn rửa gì đâu các bạn ạ. Còn nguyên bản này, còn nguyên một lớp bụi. Đấy, chưa có dọn như nào luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ, ốc cabo, nguyên zin hết này. Nguyên zin, chưa có bị đâm va gì cả các bạn ạ. Đấy, còn nguyên và rất đẹp như này đây. Rất là mộc mạc vì chiếc xe này chưa có dọn dẹp gì cả các bạn nhé. Zin từng con ốc một, tất cả các con ốc ở trong khoang động cơ này đều nguyên zin này. Ốc từ ốc chân máy, ốc mặt máy này. 2022 lăn bánh được hơn 4 vạn cho nên là chiếc xe rất là đẹp đây các bạn xem ạ. Đấy. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent ATH 2022 lăn bánh hơn 4 vạn km các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Accent này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để đến chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.